Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh trắng đá nguyên bản nguyên dinh tự nhiên. Tinh thể nó mọc phun luôn, rất là nhiều các tinh thể con mọc thành chùm ở trên cái mẫu thạch anh này. Mẫu này thì nó có bề ngang này là 25 cm và chiều cao từ đỉnh này xuống dưới này là 15 cm. Tổng khối lượng của đá nặng là 5,3 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 550.000 đồng. Đấy, nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý khán giả. Ngày nào kênh của tôi cũng luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Khi mua hàng thì khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nào nếu có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Lưu ý một điều khi mua hàng, đó là quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận, xem hàng gửi có đúng với lại video giới thiệu hay không, hàng có bị vỡ bị hỏng trong quá trình vận chuyển hay không thì quý vị giúp tôi, đó là kiểm tra hàng trước khi nhận. Và nếu có vấn đề gì thì trao đổi với tôi để có hướng xử lý luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.